Xin chào Lam cho anh em huynh đệ tỷ muội có trên kênh của Tuấn Đất Xe nhá. Rồi, chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ. Và ngày hôm nay mình sẽ solo squad ở cái map Livic. Mình đã thử solo squad ở map Livic này rất nhiều rồi và cũng chết rất nhiều rồi. Và mình nhận ra là có một ngôi nhà trong khu vực này mà cực kỳ an toàn luôn, nhưng mà lại rất ít người nhảy. Đó chính là cái nhà này anh em ạ. Còn mấy cái nhà kia thì tôi nói thật với anh em là nó gọi là chống hơ chống hoác là kinh lắm. Có một thanh niên ở ngay trên mái nhà mình này. Từ từ đã anh em ơi. Trong nhà mình cũng có kìa. Ôi trời ơi, trúng đúng một viên anh em ạ. Bình tĩnh đi bạn ơi, may quá. Bình tĩnh đi bạn ơi, may quá, may quá. Xả luôn. Nhặt nhanh. Hình như đồng đội nó qua anh em ạ. Tránh ra. Mày chắn đường đúng không? Nào, lên đây. Lên đây. Ngon luôn đấy anh em ạ. Này thì húng chó với chúng tôi này. Cái nhà này thủ thì nó phải gọi là siêu chắc luôn anh em nhá. Để mà công được cái nhà này thì hơi khó luôn anh em ạ. Chỉ có một đường duy nhất thôi. Mà cái đường này nếu mà các bạn bắn kiểu rền dứ nhấp nhả tốt ấy, là đối thủ gần như là lên bao nhiêu thì chết bấy nhiêu anh em ạ. Rồi, hôm nay thì tiện đây mình cũng show luôn cho anh em cái setting của mùa này nhá. Cá biệt mùa này thì mình đã thay đổi khá là nhiều setting cũng như là độ nhạy. Độ nhạy mùa này mình giảm đi rất là nhiều luôn đấy. Cho nên là nếu mà anh em muốn xem ấy thì tí nữa mình sẽ chia sẻ ở đoạn cuối video nhá. Đấy, đoạn đầu video thì mình cứ cho anh em thấy được khả năng sức mạnh của cái độ nhạy mà mình đã giảm đi rất là nhiều như thế này. Mất 3 hôm để test đây anh em, để xem là nó có thật sự là mạnh hay không. Nhưng mà công nhận cái độ nhạy này nó cực kỳ dính nhá anh em nhá. Nhưng mà bù lại là các bạn phải ghim tâm rất là nhiều luôn đấy. Úi dồi ôi, Jet Zone nó rơi nhiều ồn ảo ghê luôn á. Ôi, đúng một đùi ở chỗ kia kìa anh em kìa. Đây. Chỉ cần các bạn đi qua. Ô. Đây rồi bạn ơi. Còn chờ đợi gì nữa mà không công đúng không, mọi người. Nào, lên. Chạy đâu rồi? Úi dồi, bò đi đâu. Ui gạt như thế mà không chết kìa. Ôi. Ui thanh niên nào cầm súng dài thế? Cầm súng dài thế hả bạn ơi? Còn một tiếng chân nữa. Từ từ nhá. À đã bò ra đây rồi. Nhanh đấy. Ui. Ái già, ngay ở bên trái mình anh em ạ. Nào, vào đây. Ui giời ơi. Honey Burger mà cầm gần nữa thì nói thật với anh em là nó cứ phải gọi là vô đối. Rồi, trong khu sự kiện này chỉ còn một tên nữa là clear rồi. Đấy, rất mong là các huynh đệ và các tỷ muội khi xem clip mà thấy hay, đừng quên là để lại cho Tuấn Đất Xe một like, comment xem là anh em muốn mình làm gì trong cái video tiếp theo, cũng như là cho một lượt gọi là đăng ký kênh để gọi là mình có thêm động lực sản xuất thật nhiều video hay cho anh em xem nhá. Rồi. Hôm nay mình chơi luôn combo gọi là Barrel với lại cả Ska anh em nhỉ. Đấy, một đạn vàng, một đạn xanh. Nếu mà tí nữa nhặt được M4 thì mình sẽ đổi. Còn không thì thôi, bắn Ska luôn anh em ạ. Một tên nữa ở đâu nhỉ? Tiếng súng ở bên này thì chắc là nó chỉ lởn vởn ở đằng kia thôi anh em ạ. Thôi từ từ, mình cứ chạy vòng đi. Bình tĩnh nhá. Nó chỉ ở bên phải mình thôi, cái tiếng súng đấy. 100% bên phải rồi. Ui. Làm cái giáp 2 cho nó gọi là đã đời. Đây có tiếng chân, có tiếng chân. Từ từ nhá. Ô. À, mày dạy dám dùng ảo ảnh. Tiếng chân bắt nguồn. Ôi giời ơi. Ôi giời. Hello. Này thì ngồi đây điều khiển ảo ảnh ấy. Trông buồn cười vãi nồi ạ. Hay thật sự luôn anh em. Trời ơi, cứ nghĩ là thanh niên này sẽ là phải ở trong phòng hay ở đâu cơ. Hóa ra ở ngay trên nóc nhà anh em ạ. Quá dễ để đi tìm. Bú luôn anh em ạ, không chờ đợi. Đó, khu sự kiện này clear đấy mọi người. Đấy. Chứ mà khu sự kiện này anh em mà nhảy vào những cái nhà ở giữa ấy, thì tôi nói thật với anh em nó bắn cho nát người anh em ạ. Mặc dù là xuống thì cũng, nếu mà bắn kiểu nghiến răng nghiến lợi bắn ấy, thì cũng ăn được khá là nhiều kill. Mình đã thử rồi anh em ạ. Ăn được khá nhiều kill nhưng mà không thọ được anh em ạ. Xuống lần nào chết lần đấy. Chỉ có nhảy vào cái nhà của mình ấy thì là còn an toàn, gọi là thân xác gọi là còn nguyên vẹn để đi ra khỏi khu sự kiện thôi.
Còn lại là không thể anh em ạ. Rồi mình mua thêm mỗi con pe đi. Đấy, nói chung là cũng không không cần phải gọi là hoàn thiện quá đâu anh em. Cứ từ từ anh em ạ. Nói chung là mùa này mình setting đạn xanh là chuẩn, gọi là chưa có mùa nào mà mình setting cái đạn xanh mà mình cảm giác là nó ưng ý như mùa này anh em ạ. Nhưng mà đạn vàng thì tôi nói thật với anh em là nó đỉnh cao luôn. À đúng rồi, có nhiều anh em cũng đặt ra cho mình một cái câu hỏi, đó chính là làm sao để bắn sóc lọ được được như mình. Thì câu trả lời đó chính là các bạn đừng để cái độ nhạy nó quá cao. Bởi vì sóc lọ ấy, nó là một khẩu súng mà giống như kiểu khi mà các bạn để độ nhạy quá cao ấy, thì chẳng hạn cái phản xạ khi mà nhìn thấy địch ấy, thường thì anh em sẽ lia tâm. Mà độ nhạy cao ấy, thì các bạn lia đạn nó sẽ văng nhiều hơn là cái độ nhạy thấp. Cho nên là mình bắn sóc lọ nhiều khi ấy, cái độ nhạy cơ bản mình để thế rồi, nhưng mình phải setting riêng cho cái độ nhạy sóc gun nó phải giảm đi khoảng độ tầm 10 điểm nữa. Đấy, tầm như vậy. Nhưng mùa này thì không cần phải giảm nữa anh em ạ. Bởi vì là mùa này thì cái độ nhạy sóc gun với độ nhạy của cái đạn xanh ấy, nó tiệm cận gần như nhau rồi. Đấy, có setting thì nó cũng không thay đổi nhiều lắm. Cho nên là mình để nguyên, chứ mình không setting riêng cái khẩu sóc gun nữa. Mình chỉ setting riêng 3 khẩu súng. Một là Barrel, 2 là Honey Badger, và 3 là khẩu súng A32 thôi anh em ạ. Đấy thì anh em cứ áp dụng cái mã code mà mình đưa cho anh em ấy là ngon nhất. Đáng yên đang lành tự nhiên con boss ở đằng sau anh em ạ. Này lộ rồi. Để xem thằng này nó có phải là một thanh niên gọi là ưa sự mạo hiểm, thích khám phá và tò mò hay không. Im ắng thế nhở. Có cái móc này thì cũng không sợ lắm đâu anh em. Cố gắng trận này phải lấy cái top 1 để chứng tỏ cho anh em là cái độ nhạy nó ngon như thế nào. Ui chạy đâu đấy. Vãi nồi. Cuối cùng nghe tiếng súng thì có vẻ giống người anh em ạ, nhưng mà cách chạy thì lại giống bot. Ảo thật đấy. Ôi, có cả móc neo đấy. Thế là người rồi anh em ạ. Ủa, thế là như thế nào nhỉ? Thế cuối cùng là người hay bot nhỉ? Có bao giờ mà bot nó cầm cái móc neo không anh em? Hình như là theo trí nhớ của tôi là làm gì có đúng không? Với lại bot làm gì có nhiều phụ kiện như vậy? Chắc chắn là người rồi. Mà sao người lại di chuyển ngáo thế nhở? Cái pha bắn vừa rồi thì mình nghĩ là người. Nhưng mà cái pha chạy vừa rồi mình lại nghĩ là bot. Nhưng mà khi lút đồ thì mình lại nghĩ là người. Rồi, mua thêm phụ kiện anh em nhá. Rồi. Đấy, làm hai quả bè xịn cho Barrel với cả SK thì người ta phải gọi là yên tâm tuyệt đối luôn anh em ạ. Chắc là ôi, vãi trưởng ạ, đang bảo là định chạy lên cái khu nhà cỏ thì lại có tiếng súng. Thôi, thế thì cứ run theo tiếng gun thôi anh em ạ. Khu này bắn Livic có một thứ mà mình vẫn hay nhắc anh em ấy, là bắn xong một ai đó ấy, là các bạn phải đổi góc ngay, bởi vì nguy hiểm lắm. Cái chỗ các bạn bắn sẽ trở thành một cái điểm gọi là điểm đến lý tưởng của những team mà người ta húng chó ấy. Ui, cầm sóc lọ à? Cầm sóc lọ thì thôi anh em ạ. Cầm sóc lọ mình cứ phải cẩn thận, cẩn tắc vô ấy náy. Đây, chéo đây là quá đẹp luôn. Đây, tiếng chân đây này. Trong cái nhà nhỏ anh em ạ. Thôi cứ từ từ. Đây, chạy ra này. À đủ. Này thì đỡ này. Kiếm bạn đỡ đến bao giờ? Kiếm nó fix rồi nha anh em. Nó giảm cái lượng đam mà đỡ rồi. Cho nên là nếu mà anh em bắn chuẩn ấy thì một băng đạn thì cũng có thể chết người đấy. Hoặc là các bạn cầm sốc lọ thì các bạn vừa bắn vừa lùi ấy, là kiếm nó không đỡ được đâu. Mấy pha mình thử rồi. Hoặc là gần quá thì kiếm nó không đỡ được hay sao anh em ạ? Khoảng cách quá gần ấy là kiếm cũng không đỡ được hay sao ấy. Cho nên là nói chung là cái kiếm nó bị lép đi khá nhiều rồi. Cho anh em nào mà đối mặt với kiếm ấy thì phải bình tĩnh anh ạ. Nói chung là cái cốt lõi là các bạn phải bình tĩnh cơ. Chứ nếu gặp kiếm mà anh em hoảng ấy là nhiều khi dễ toang lắm. Mặc dù kiếm nó fix rồi ấy, nhưng mà cái lỗi ám ảnh khi mà nhìn thấy một thằng cầm kiếm nó chạy đến thì nói thật với anh em nhiều khi mình cũng điếu thể nào bình tĩnh được. Khuyên anh em như thế thôi, nhưng mà nhiều khi con người mà đâu phải là thánh thần đâu. Đôi lúc cũng có lúc này lúc kia. Không thể nào mà lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng xử lý
nhanh gọn và lẹ được. Có lúc nó cũng phải lỗi anh em ạ. Cũng giống như làm clip cho anh em ấy, thì có những ngày vào phát làm được clip luôn, nhưng mà có những ngày tôi nói thật với anh em á, không thể làm được clip. Nói thẳng, nói trắng ra một điều như thế, không sợ làm anh em gọi là thất vọng về tôi đâu, nhưng mà cái nghề này nó là như vậy đấy anh em. Nếu chỉ làm clip cho anh em thôi ấy, thì anh em sẽ không biết, nhưng mà anh em cũng xem livestream rồi đấy. Có trận này trận kia, cũng có lúc sấy như hách, cũng có lúc sấy ngu vãi trưởng, cũng có lúc gọi là mắt tinh như cú, nhưng cũng có lúc nhiều anh em lại bảo là ông Tuấn HC này như kiểu bị cận thị, gọi là cận quá rồi hay sao ấy. Địch chạy ngay trước mặt không nhìn thấy, nhiều khi nó không tập trung vào cái góc đấy, không nhìn thấy anh em ạ. Góc nào mà mình đang tập trung mà địch nó phớt qua thái thôi là mình nhìn thấy ngay. Nhưng những góc mà mình đã bỏ qua ấy, kiểu nhất là hai cái rìa màn hình ấy, đấy là mình sẽ không nhìn thấy đâu. Ui dồi ôi, cũng phải dính 2-3 viên rồi. Tầm này, tầm này. Ôi, đấy anh em thấy chưa? Mẹ nó bắn nó cứ ảo như thế thì bảo làm sao không không top 1. Quả đấy mình không nghĩ là ăn được thằng này đâu. Nhưng mà chắc thằng này nó cũng yếu quá, hình như người thấy hơi đạn nó cũng chết luôn rồi hay sao ấy. Vãi nồi quả bắn. Ê, mình cảm giác như là cái tâm của mình nó còn chưa đặt vào địch luôn ấy. Thế điếu nào có một viên đạn hình như là văng vào nó hay sao ấy. Thành niên đèn vãi nồi ạ. Chắc đang gọi là ra gì bọt mình ấy anh em ạ. À, lấy hết đồ ba ở trong đây rồi, để lại khẩu MG. Bắn ở Livic này mà có MG, tôi nói thật với anh em là gọi là săn bằng tất cả luôn. Mà thôi, đã lỡ hứa mọi người trận này cầm Barrel rồi. Nhưng mà Barrel cũng là một khẩu súng khá là mạnh đấy anh em. Đấy. Và đặc biệt là mình đã setting riêng cho khẩu Barrel này một cái setting rồi, cũng không ngán ngẩm đứa nào hết. Chỉ cần sấy khéo khéo một tí thôi. Vừa rồi các bạn cũng có thể thấy là mình sấy cái thằng mà múa kiếm ấy, đó. Múa hết đam kiếm cái là nó chết ngay. Nói chung là các bạn setting độ nhạy ấy, các bạn chỉ setting làm sao cho những khẩu súng đạn 7 ấy bắn 20 viên đầu nó chuẩn thôi. Đừng tham sấy cả băng anh em ạ. Đừng nghe ai nói là cái độ nhạy là cứ phải sấy cả băng đứng yên một chỗ. Đách bao giờ đứng yên một chỗ được. Với lại nếu các bạn để cái độ nhạy đứng yên một chỗ ấy, thì kiểu gì cũng toang. Đây. Ôi anh em thấy chưa? Nằm nó sấy như thế cơ mà. Tâm đứng im. Cực kỳ dính luôn anh em ạ. Mình cảm giác ấy, nếu mà anh em càng để cái độ nhạy cao ấy, thì cái độ ổn định súng nó càng thấp. Và khi các bạn sấy ấy, nó cái amacid nó hoạt động càng bố láo anh em ạ. Cho nên là anh em để độ nhạy thấp thôi, ghim tay nó hơi gọi là mỏi một tí, nhưng mà nó ok. Anh em thấy chưa? Hình như có thằng KS mạng mình rồi sao ấy. Đây này. Chạy đi đâu. Một thằng vừa thấy nhảy ở bên phải nữa anh em ạ. Thắc tim hay sao á. Đây một thằng đang chạy lên này. Thằng này chết mình này. Chỉ cần ngó lên một phát thôi là tôi bắn bục đầu luôn. Từ từ nha. Cứ cụp xuống đã. Đây nó nhoi lên rồi. Ủa, giống cái gì vậy ta. Ai à. Còn một thanh niên bên trái nữa. Căng thẳng thế nhở. Vậy là có hai thằng rồi. Còn một tên lẻ nữa. Không biết như thế nào. Ui. Không, trận này phải lấy được top 1 để cho các huynh đệ tỉ muội gọi là mãn nhãn với cái setting mới. À, mở góc à. Cứ từ từ anh em ạ, không gì vội cả. À, hai thằng ở đấy rồi. Phải còn một thằng nữa, từ từ đã. Bây giờ mình mà vội là kiểu gì cũng chết bởi cái thằng đi lẻ cho mà coi. Ồ. À! À, một thằng của team này vẫn còn đang ở ngoài bọn. Thế thì thôi các bạn ạ. Các bạn ạ. Rồi, chạy à. Chạy đi đâu. Rồi ôi. Tầm này với khoảng cách này ở Livic thì hiếm khi mà có thể chạy thoát lắm. Eden Go thì còn có thể, chứ Livic thì thôi rồi. Ghim tâm nó cứ phải gọi là easy. Rồi còn một tên nữa. Từ. Qua đây xem nào. Ôi dồi ôi. À, ở cây anh em ạ. Từ mình móc tới xong mình đắp. Địt trà luôn. Vãi nồi. Đang định móc đến xong rồi làm cho trái bom anh em ạ. Để kết thúc nhưng mà thôi. Mùi cũng may đấy. Phá đấy chắc là thanh niên cũng không ngờ là mình sẽ băng đường đâu. Thế là sấy cũng
khá là kiểu bị fail đấy. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các huynh đệ tỉ muội đã xem hết clip xàm xí này của mình nhá. Trận này thì mình sẽ làm full, có nghĩa là mình sẽ không cắt bất cứ một cái gì cả đấy, để cho anh em xem được toàn bộ cách mình di chuyển, cách mình phán đoán địch như nào, bla bla blo blo đó. Và đoạn cuối này mình sẽ bắn lên cái setting của mình nhá, từ bố cục cho đến độ nhạy. Anh em nào mà muốn gọi là tham khảo thì các bạn có thể tham khảo cái bố cục cũng như độ nhạy của mình để ở phía cuối video. Cảm ơn anh em cũng như cảm ơn tất cả các huynh đệ tỉ muội một lần nữa. Nhớ like cũng như đăng ký kênh để mình có thêm thật nhiều động lực anh em nhá. Bye bye. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.